Sau đây, xin mời quý vị nghe một câu chuyện nhỏ về truyền thuyết của thần tài. Thần tài thật ra là một ông lão rất nghèo. Ngày nay, người ta thờ thần tài, cúng thần tài với hy vọng sẽ gặp được nhiều may mắn, phúc lộc đầy nhà, tài vận hanh thông. Nhưng ít ai biết rằng vị thần mà chúng ta nói đến không phải là một mà có rất nhiều sự tích khác nhau về thần tài. Ví dụ như Tài Bạch Tinh Quân, Tam Đa Tinh Quân, Quan Thánh Đế, Lưu Hải Thiềm, vân vân. Rất nhiều trong số họ không phải là thần tiên trên thượng giới mà là được người đời cung phụng, bái lạy và tôn vinh mà thành thần. Những ai từng đến Bắc Kinh Trung Quốc có lẽ đã từng nghe nói đến Bạch Vân Quán, nơi được các đạo sĩ toàn chân phái tôn vinh là thiên hạ đệ nhất tùng lâm. Bên trong đạo quán có thần tài điện, là nơi thờ thần tài lão gia. Người ta nói vị thần ấy nguyên là Thẩm Vạn Tam, vốn là người ở vùng Tô Châu, sống vào thời cuối Nguyên, đầu Minh. Cho đến nay, người đời vẫn còn lưu truyền câu chuyện về vị thần tài này. Tương truyền rằng Thẩm Vạn Tam vốn là một ông lão nghèo. Một ngày sau khi cứu được con nhái trời và phóng sinh nó về với tự nhiên, ông đã được con nhái trả ơn bằng chiếc chậu sành tên là Tụ Bảo Bồn. Thẩm Vạn Tam không biết rằng đây chính là báu vật. Mãi cho đến khi vợ ông vô tình đánh rơi một đồng xu vào chậu rồi phát hiện chiếc chậu đã sinh ra rất nhiều tiền trong đó. Đến lúc này, ông mới nhận ra đây là chiếc chậu thần kỳ. Bất cứ thứ gì rơi vào trong, nó sẽ trở thành châu báu hay ngọc ngà. Lại cũng có một thuyết kể rằng Thẩm Vạn Tam là thương gia giàu có nhất nhì trong vùng. Khi Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương lên làm hoàng đế, ông không có đủ kinh phí để xây dựng tòa thành ở Nam Kinh. Chính nhờ có Thẩm Vạn Tam chu cấp tiền bạc, nhà Minh mới có thể xây được 3 tòa thành môn. Tất nhiên, đó chỉ là một thuyết được kể ở Nam Kinh. Nhưng ở Bắc Kinh, người ta đã lưu truyền một câu chuyện còn ly kỳ hơn nữa. Người dân Bắc Kinh thường gọi Thẩm Vạn Tam là thần tài sống, phải chăng bởi ông có rất nhiều tiền? Kỳ thực, trong tay ông lại không có nấy một đồng, ngay đến quần áo cũng rách nát. Vậy làm sao ông có thể trở thành thần tài cho được? Đó là bởi ông có khả năng đoán biết được nơi nào chôn giấu vàng bạc, cất giữ kho báu. Chuyện kể rằng khi hoàng đế Chu Nguyên Chương đang cần tiền để tu sửa tường thành, có người đã đem chuyện thần tài Thẩm Vạn Tam nói với ông. Hoàng đế vui mừng, lập tức cho người bắt thần tài đến. Khi quan quân triều đình đến nơi, họ chỉ thấy có một gian nhà nhỏ rách nát. Nhưng vì phải tuân theo thánh chỉ, họ vẫn đến bắt Thẩm Vạn Tam vào triều cho bằng được. Khi Thẩm Vạn Tam lên điện ý kiến hoàng đế, Chu Nguyên Chương nhìn ông lão nghèo trước mặt mình rồi lẩm bẩm: "Lão già này là thần tài sao?" Rồi hoàng đế hỏi: "Nhà ngươi tên Thẩm Vạn Tam phải không?" "Bẩm, tiện dân chính là Thẩm Vạn Tam." "Nhà ngươi biết chỗ nào cất giấu vàng giấu bạc phải không?" "Bẩm thần không biết." Chu Nguyên Chương lớn tiếng quát: "Không biết à? Thế thì tại sao nhà ngươi trở thành thần tài cho được?" "Đó là người khác nói thế, chứ tiện dân không phải là thần tài." Chu Nguyên Chương nổi trận lôi đình, hét lên rằng: "Nhà ngươi đúng là yêu ngôn mê hoặc lòng người. Quân bay đâu, lôi đầu tên yêu quái này ra đánh cho ta." Thẩm Vạn Tam bị đánh tới bầm dập, thâm tím mình mẩy, miệng vẫn không ngớt kêu oan. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, ông thều thào nói với giọng yếu ớt: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi biết chỗ nào có vàng." Sau đó, quân lính dẫn Thẩm Vạn Tam ra ngoài. Khi đến một khu đất trống, ông bèn chỉ bừa một chỗ và nói rằng: "Các ông đào chỗ này đi." Khi quân lính đào xuống, quả nhiên họ thấy một hầm bạc. Người ta nói là có tất cả 10 hầm, trong đó tìm thấy tổng cộng 480 vạn lượng. Sau khi thành Bắc Kinh tu sửa, vị trí đào hầm bạc đã trở thành cái hồ nước được gọi là Thập Giáo Hải.
Ngày nay, đó là một hồ lớn có phong cảnh mỹ lệ nằm ở phía tây nam cổ lâu thành Bắc Kinh. Từ câu chuyện kể trên mà người ta gọi ông lão nghèo Thẩm Vạn Tam là thần tài, nhưng kỳ thực ông không phải là một vị thần nào cả. Như một bậc cao nhân từng giảng, ngoại trừ những vị Phật và đạo có thật trong lịch sử như Thích Ca Mâu Ni, Giê-xu, Lão Tử hay những vị thần tiên từng trải qua quá trình tu luyện gian khổ, thì rất nhiều vị thần thánh mà về sau người ta nhắc đến thực chất chỉ là do người đời suy tôn rồi bái lạy mà thành. Có lẽ thần tài Thẩm Vạn Tam cũng là một trong... Chúng ta nhìn Phật Pháp bằng trí tuệ thì tất cả Pháp thế gian, bao gồm vợ con, nhà cửa đều là có tạm thời, chỗ nương tựa huyễn ảo. Nhưng là phàm phu, chúng ta không thể không có tìm kiếm để có chỗ nương tựa. Dựa vào chỗ tạm thời thì thế nào cũng không có chắc chắn. Giả lại, mong muốn bình thường của cuộc sống thế tục là khuyến khích mọi người hãy nỗ lực hướng thượng, bằng không thì trong cuộc sống sẽ mất đi nguyên nhân và động lực. Điều này giống như một người sắp chết chìm. Họ đang ở giữa biển cả mênh mông mờ mịt, nhìn xa thấy một chùm cỏ trôi dập dềnh, ánh sáng chiếu lại giống như một chiếc thuyền con. Sau khi người này nỗ lực bơi về phía trước thì mới phát hiện chân tướng sự thật. Cho dù như thế, nhưng niềm hy vọng muốn sống thúc đẩy chúng ta không ngừng nỗ lực nên có sức sống vô hạn. Nếu như chúng ta bắt đầu bỏ đi niềm hy vọng thì chỉ có ngồi chờ chết. Thế nên, đối với người phàm phu mà nói, hy vọng là một ảo ảnh xinh đẹp. Mọi người nỗ lực tìm kiếm, sau khi được rồi thì mới phát hiện đó chỉ là mộng huyễn, ảo ảnh. Có những người tỉnh ngộ điều này, nhưng có người vẫn tiếp tục chạy theo ảo ảnh. Một đời người là đang tìm cầu giữa huyễn diệt và tỉnh ngộ. Chúng ta muốn biết thì phải tìm kiếm theo ý nghĩa tôn giáo. Do đó, Phật Pháp không phản đối mọi người tìm kiếm các thứ thành tựu. Chỉ là từ xưa đến nay, bất cứ người nào phát minh sáng tạo để lại danh tiếng gian dội hoặc là gặp phải tình cảnh gian truân thê thảm đều chỉ là ghi lại một đoạn nhân sinh không có sự sai biệt tuyệt đối, tốt hay xấu. Trí tuệ Phật Pháp là nhắc nhở mọi người tu học. Chúng ta thành tựu ở thế tục, nghĩa là chỉ vào đời làm những việc thiện thế gian. Nếu như chúng ta chấp huyễn cho là chân, bất chấp tất cả liều mạng mà làm, thì chỉ có rơi vào tình cảnh kiệt sức mất mạng mà chẳng được gì. Do đó, chúng ta tùy thuận tất cả tướng mà lìa tất cả tướng. Nỗ lực xây dựng nhân sinh mà chẳng đắm trong thành tựu, không cần lo được, lo mất, lại không nên do đó mà hại người, hại mình. Trong xã hội có rất nhiều người thể hội việc này, nên họ có thể giảm bớt rất nhiều về sự tranh chấp, cấu xé, gây nhiều phiền não ở thế gian. Chúng ta cũng dùng phương hướng này thì mới có thể điều chỉnh mình, nỗ lực thực hành, dùng nhân sinh hư huyễn, mượn giả tu chân, mưu cầu hạnh phúc cho mọi người, là sáng tạo tương lai tốt đẹp cho mình. Đây mới là phước đức, trí tuệ chân thật và đời đời bền vững. Bài 4. Tùy tướng mà ly tướng. Thuyền chạy trên nước không để vết, chim bay không để lại hình bóng. Thành, bại, được, mất đều không làm tâm lay động. Đó chính là bậc đại trí tuệ, tự tại, giải thoát. Chúng ta sống ở thế giới này, trong một ngày làm việc và nghỉ ngơi, nhất định phát sinh mối quan hệ qua lại giữa người và sự vật ở bên cạnh. Có mối quan hệ qua lại rồi thì thế nào cũng xảy ra các thứ tình cảm vui, buồn, mừng, giận. Khi hài lòng thì hớn hở vui mừng, lúc nản chí thì chán ngán, buồn rầu. Đây là tâm lý phản ứng chung của mọi người. Nhưng nếu chúng ta có trí tuệ, suy nghĩ thấu suốt về nguồn gốc vui, buồn, mừng, giận này, chẳng qua chỉ là phần thô, phản ứng tâm lý bề ngoài. Biết rõ như thế thì tinh thần của chúng ta không dễ gì bị những hiện tượng bên ngoài làm lay động. Trí tuệ Phật Pháp dạy chúng ta, khi xử lý các việc lớn nhỏ trong cuộc sống, chỉ cần tự hỏi mình đã hết sức trừ bỏ thành kiến tốt xấu của cá nhân chưa?
đồng thời cũng phải nỗ lực hết mình, chọn lựa việc làm thích hợp nhất thì được yên lòng. Còn về việc thành bại, được mất, sau khi lựa chọn không cần lo lắng. Đây gọi là tùy tướng mà ly tướng. Thế nên tôi đặc biệt nhấn mạnh, cố gắng bài trừ thiên kiến tốt xấu của cá nhân. Bởi vì người bình thường rất dễ theo lập trường tốt xấu của mình để nhận xét sự việc nào đó. Do đó mà không tránh khỏi giữa chọn lọc và đối đáp, dẫn đến rất nhiều phiền não. Dựa vào thiên chấp tốt của mình và thói quen để nhận xét thường là một loại kích thích thiếu thời gian xét lại mình. Thông thường cũng không chú ý là có di chứng hay không. Đương nhiên sẽ là mối lo về sau vô cùng. Do đó, trước khi chúng ta làm việc, phải yêu cầu đem hết sức người mà làm việc. Chính là tùy tướng, cũng chính là tùy duyên. Chúng ta đã đem hết sức rồi, thành hay bại là ở trời. Thắng không kêu, bại không nản, cũng không cần tranh công lao hay từ chối. Như thế là ly tướng. Thuyền chạy trên nước không để vết, chim bay không để lại hình bóng. Thành bại, được mất đều không làm cho tâm lay động. Đây là bậc đại trí tuệ tự tại giải thoát. Vì thế, tùy tướng cần phải có trí tuệ, ly tướng cũng phải có trí tuệ. Nhưng cảnh giới tu dưỡng này chẳng phải trong thời gian ngắn mà có thể đạt được. Đối với người bình thường, phần đông mọi người đều theo vui buồn lẫn lộn ở hoàn cảnh bên ngoài. Nếu chúng ta đặt mục tiêu tùy tướng mà ly tướng để tu dưỡng, thì có thể thường nhắc nhở mình. Như thế, bất cứ là vui hay buồn cũng không bị đắm chìm quá mức. Cho dù chúng ta vấp ngã cũng sẽ đứng lên nhanh chóng, không đến nỗi ngã một lần thì không đứng dậy được. Bài 5. Biết nhiều và sự chướng ngại từ tri thức. Chúng ta phải tận hưởng lợi ích của Phật Pháp, vẫn phải xác thực theo lời Phật dạy để nỗ lực thực hành thật tu, thật chứng. Chúng ta thực hành một phần thì có thể nghiệm một phần. Đối với người bình thường, phần đông là nói hay mà làm dở. Họ nói được nhưng làm không được. Người thông minh và phần tử tri thức đặc biệt là như thế. Những người này đọc sách nhiều nên tư tưởng hiểu biết rộng, có cơ hội biết rất nhiều người, lại thêm thông minh, có khả năng học một biết mười, có thể nói họ giỏi hơn người khác. Nhưng chúng ta kiểm tra việc làm của họ, thường nói một đường làm một nẻo. Tuy họ khẳng định tôn giáo đối với xã hội có ý nghĩa giáo hóa thấu tình đạt lý, nhưng chính họ không tin tôn giáo. Họ cho rằng tôn giáo là một hiện tượng xã hội, cũng chính là một hiện tượng tâm lý. Nhưng nói theo phần đông mọi người các tầng lớp trong xã hội, thì tôn giáo có khả năng an ủi mọi người, ổn định xã hội. Cho nên tôn giáo là công cụ giáo hóa rất tốt. Nhưng họ cho rằng tự mình có một tiêu chuẩn đạo đức để yên thân gửi phận, không cần sự hướng dẫn và giúp đỡ của tôn giáo. Hiện tượng này có thể nói là sở tri chướng hoặc tri kiến chướng. Sở tri chướng là bị tri thức học vấn che lấp bản tính thanh tịnh của mình, sinh ra quan niệm vào trước là chủ. Sau đó, đóng khuôn quan niệm này để phê bình, phủ định tôn giáo, gây trở ngại đạo đức thực tiễn và thể nghiệm trong tâm về tín ngưỡng tôn giáo. Họ tự cho mình đứng trên lập trường hoàn toàn khách quan. Thực ra, người trong cuộc có thể không khách quan, nhưng người ngoài cuộc bình luận không rốt ráo thì cũng chưa chắc là khách quan. Chỉ sợ mình hiểu biết hạn hẹp mà tự cho mình cái gì cũng biết. Không những đối với mình hình thành sự chướng ngại, mà còn hướng dẫn người khác sai lầm, trở thành chướng ngại tín ngưỡng tôn giáo. Nói chung, phần tử tri thức của Trung Quốc học văn khoa đều có khuynh hướng lập trường không có tôn giáo. Dường như mọi người tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa nhân văn thì dễ dàng, cho rằng tín ngưỡng tôn giáo và hiện thực nhân sinh đều không phù hợp. Đặc biệt, họ có rất nhiều thiên kiến về Phật giáo. Có người ngoài việc đối chiếu những quy tắc công trình khoa học, họ còn phải giữ vững quan điểm lịch sử duy vật, nhưng họ lại dễ dàng tiếp nhận tôn giáo. Cho nên, cũng có thể nói, người học vấn cao thì có sở tri chướng, nhưng có rất nhiều người học rộng vẫn chọn một tôn giáo để nương tựa suốt đời. Những năm gần đây, phong tục vẫn giống như thế,
nhưng người trong nước hay ngoài nước, phần tử tri thức tin Phật, học Phật ngày càng đông. Trong kinh Lăng Nghiêm có một đoạn Tôn giả A Nan tự thuật: tuy có đa văn, nếu không chịu tu hành, không nghe pháp thì giống như người nói ăn nhưng không bao giờ no được. Tôn giả A Nan là một vị học vấn giỏi nhất trong chúng đệ tử rất đông của Đức Phật. Nhưng tôn giả phát hiện mình chỉ dừng lại ở trình độ hiểu rõ Phật Pháp, vẫn không thể cảm nhận thực tế cuộc sống để thể nghiệm được diệu dụng Phật Pháp thật sự. Thế nhưng, Đức Phật thường khen tôn giả A Nan là đa văn đệ nhất, cho nên đa văn cũng đáng được khen thưởng. Nhưng mà đa văn vẫn phải thực tiễn, phải có kinh nghiệm hiểu biết nội dung. Người bình thường chỉ dừng lại theo thứ tự biết và hiểu, giống như học giả khảo cổ khảo sát di vật văn hóa thời cổ, nhưng không thể trở thành cổ nhân. Cho nên chúng ta phải tận hưởng lợi ích của Phật Pháp, vẫn phải xác thực theo lời Phật dạy để nỗ lực thực hành thật tu, thật chứng. Chúng ta thực hành một phần thì có thể nghiệm một phần, bằng không thì trên phương diện tu hành thành tựu, cho dù là tiến sĩ Phật học cũng chưa chắc bằng người không biết chữ. Bài 6. Vô niệm không phải là đoạn niệm. Gọi là vô niệm thì không có vọng niệm, tâm không có phiền não, cũng chính là tâm không hề trụ. Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe mà không khởi ý niệm tốt, xấu. Có rất nhiều người tự cho mình hiểu Phật Pháp, nhưng họ chỉ nắm được vài điều thông thường, hiểu biết lờ mờ mà dám tùy tiện lý giải Phật Pháp. Gần đây tôi nghe họ thuyết pháp rất kỳ lạ. Họ nói Phật Pháp dạy mọi người đoạn niệm, khi gặp phiền não thì dứt bỏ nó, chẳng nghĩ đến thì phiền não không còn. Thật ra trong Phật Pháp về căn bản không có danh từ đoạn niệm. Tôi chỉ nghe nói cảnh tâm hành dứt bặt, đường ngôn ngữ đoạn rồi. Ở đây Phật Pháp nói là vô niệm. Gọi là vô niệm thì không có vọng niệm, tâm không có phiền não, cũng chính là tâm không hề trụ. Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe mà không khởi ý niệm tốt, xấu. Bởi vì trong tâm có phân biệt tốt, xấu thì sẽ có chấp trước, có ưa thích thì muốn chiếm hữu, có chán ghét thì muốn loại trừ, suy hơn tính thiệt thì phiền não nổi lên. Vì thế, chúng ta dùng đoạn niệm để đối phó phiền não. Như thế là cái gì cũng không nghĩ đến, để cho đầu óc tạm thời nghỉ ngơi. Đây là nói người suy nghĩ nhiều rất mệt thì dễ có hiệu quả, nhưng hoàn toàn chẳng có phương pháp giải quyết căn bản phiền não. Chúng ta muốn đoạn trừ phiền não thật sự thì phải đối diện nó, tiếp nhận nó, xử lý nó, buông xả nó, nhưng không phải chạy trốn nó. Có một nhà thơ nói: nếu như sinh mạng chỉ là một ly nước trong, ta thà xem nó như ly rượu đắng. Nhận xét này nhìn theo lập trường Phật Pháp là rất tiêu cực, bi quan. Có rất nhiều người cho rằng Phật Pháp là tư tưởng trốn đời, giống với tư tưởng ở ẩn của Trúc Lâm Thất Hiền vào thời kỳ Ngụy Tấn, nói nhập làm một. Trúc Lâm Thất Hiền là 7 nhà thơ, nhà văn Trung Quốc sống thời kỳ cuối Ngụy đầu Tấn, thế kỷ thứ 3, ở ẩn trong rừng trúc, đánh đàn, uống rượu, ngâm thơ, bàn triết học lão trang, nói chuyện huyền diễn để tỏ lòng chống đối chế độ đen tối đương thời. Đó là 1. Nguyễn Tịch, 2. Kê Khang, 3. Lưu Linh, 4. Sơn Đào, 5. Hướng Tú, 6. Dương Nhung, 7. Nguyễn Hàm. Kỳ thực tư tưởng này chẳng phải Phật Pháp chân chánh. Tất nhiên, hiện nay cũng có những Phật tử cho rằng tọa thiền thời gian dài làm cho tâm yên tĩnh chính là tu hành. Nếu chúng ta nghĩ như thế thì rất dễ sinh ra tư tưởng chán đời, cũng rất dễ xuất gia. Nhưng thật sự là Phật Pháp rất tích cực đi vào đời. Lục Tổ Đàn Kinh nói: Phật Pháp ở thế gian, không lìa thế gian giác. Trong kinh Duy Ma Cật cũng nói: ví như vùng đất cao nguyên không mọc hoa sen, chỉ ở nơi thấp đất bùn, hoa này mới mọc. Nghĩa là
hoa sen mọc ở đất bùn mà không mọc ở núi cao. Ở trong phiền não của chúng sinh mà quán tưởng nhân duyên, mà hiểu rõ tất cả hiện tượng ở thế gian, rõ ràng đều là huyễn hóa, thì ngay lúc đó tức là không, cho nên không còn khởi phiền não. Đạo lý này có rất nhiều người đều hiểu rõ, nhưng họ không biết ứng dụng. Phật Pháp khó được nghe, Phật Pháp khó thực hành, nhưng Phật Pháp không có huyền bí khó hiểu. Cho dù người bình thường có nghe được, cũng xem Phật Pháp chỉ là lý luận nói được mà không làm được. Kỳ thật, Phật Pháp rất đơn giản, nói đi nói lại chỉ có vài câu, quý ở thực hành thật sự. Từ nhỏ, tôi cảm thấy Phật Pháp rất có ích, cho nên tôi một lòng hoằng pháp, tín tâm kiên cố. Bài 7. Thế nào là tu hành? Tu hành chính là sửa đổi triệt để thói quen của chính mình, để cho mình là một người có lý tính, có trí huệ. Sửa đổi mình là tâm thái an nhiên khi đối diện mọi hoàn cảnh. Có rất nhiều người cho rằng ăn chay, tụng kinh, lạy Phật sám hối, làm công tác từ thiện, thậm chí tu thần thông, tu đạt được năng lực không cần đoán cũng biết, hoặc khai thông khí mạch trên thân, gọi đó là tu hành. Thật ra, nói về tu hành rất đơn giản, chính là sửa đổi sự sai trái hành vi, ngôn ngữ của chính mình, thông qua bất kỳ phương pháp nào mà đạt được mục đích này, đó là tu hành. Vì thế, trên đây nói tụng kinh, lạy sám, ăn chay, niệm Phật. Tu những pháp này thật sự giúp cho thân tâm chúng ta được an lạc, yên ổn. Do đó, nó cũng là một phương pháp tu hành, nhưng không phải mục đích của sự tu hành. Việc này chúng ta phải hiểu rõ rồi mới thực hành. Còn về tu thần thông, theo Phật giáo chỉ chủ trương nhân duyên, quả báo. Tất cả mọi việc đều do nghiệp lực trong đời quá khứ lôi kéo mà chịu quả báo hiện tại. Chúng ta muốn tương lai thoát khỏi thì cũng phải dựa vào sự nỗ lực của chính mình mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nếu chúng ta dựa vào thần thông thì chẳng giúp được gì. Có rất nhiều người hát phạm bái rất hay. Phạm bái là bài hát hay kệ tán thán đức hạnh của Đức Phật. Họ tụng kinh, trì chú cũng rất thành thạo. Như thế tất nhiên là rất tốt, nhưng đây chỉ là bước đầu vào cửa tu hành. Đó gọi là tụng kinh không bằng hiểu kinh, hiểu kinh không bằng thực hành theo kinh dạy. Kinh điển dạy chúng ta phương pháp tu hành. Chúng ta biết phương pháp, hiểu rõ phương pháp, vẫn phải từng bước thực hành chính xác thì mới đạt được lợi ích tu hành. Nếu như trong cuộc sống hàng ngày, trong lúc làm việc mà chúng ta vẫn giống như trước đây, động một tí thì oán trời trách người, cầu nhau suốt ngày, như thế thì biểu hiện ăn chay, tụng kinh chỉ là công phu bề ngoài. Còn về sửa đổi thói quen, hành vi và quan niệm của mình thì không có chút mảy may nào. Chúng ta phải sửa đổi hành vi và quan niệm, đó chính là sửa đổi những thói hư tật xấu như tham, sân, si, mạn, nghi, vân vân. Khi sống chung với mọi người, không những chúng ta phải dùng tâm từ bi bao dung, tha thứ lỗi lầm của người khác, mà còn phải phát huy thông minh, tài trí của mình thì mới đem thành quả cống hiến cho mọi người. Bất cứ chỗ nào, lúc nào, chúng ta thường vận dụng lý tính và trí tuệ để giải quyết các loại phiền não. Cho nên, một người tu hành có định lực mạnh mẽ, chẳng những đối với mình có lợi ích, mà hành vi cử chỉ của họ cũng nhất định làm lợi ích cho người khác. Trước đây, có chị vợ đến cầu xin tôi giúp đỡ do chồng chị mê nhậu nhẹt cờ bạc. Mỗi lần anh ta nhậu trở về nhà thì gây ồn ào, không những gà bay, chó chạy trốn mà ngay cả các con cũng sợ khi thấy bà về. Tôi hỏi, vậy chị có muốn ly hôn không? Chị nói, dạ con hy vọng tìm cơ hội để cứu vãn cuộc hôn nhân và mái ấm gia đình. Tôi đề nghị chị hãy chí thành tụng 20.000 biến chú chuẩn đề thì có khả năng chuyển biến tốt. Kết quả, chồng chị vẫn nghiện rượu như ngày nào, chẳng có thay đổi chút nào. Ngược lại, chính chị thay đổi. Chị nói sau khi tụng 20.000 biến chú chuẩn đề, thấy tâm mình an ổn, tâm hoàn toàn yên tĩnh, thì tâm từ bi và tâm trí tuệ giống như nước suối tuôn ra. Suốt ngày, chị không còn trách mắng chồng nữa, cũng không than thở số phận hẩm hiu,
gặp phải ông chồng hung hăng cờ bạc. Lúc này, chị hết lòng nuôi dưỡng ba đứa con, vẫn bảo các con chấp nhận sự không biết hối cải, ngu si đáng thương của ba. Do đó, mỗi lần chồng chị uống say xỉn về, chị và các con không chạy trốn, cũng không cãi nhau. Cả bốn mẹ con ân cần chăm sóc, sự quan tâm xuất phát từ đáy lòng họ. Dần dần, chồng chị biết hối cải, cảm thấy hổ thẹn khi gây ồn ào trong nhà. Bầu không khí trong gia đình chị cải thiện từ từ. Thế nên, tu hành chính là thay đổi tận gốc thói quen của chính mình, để mình là một người có lý trí, có trí tuệ. Thay đổi mình là tâm thái an nhiên khi đối diện hoàn cảnh. Như thế, khi gặp hoàn cảnh xấu, chúng ta cũng bình thản đối phó. Làm được như thế, không những giúp cho thân tâm chúng ta được an lạc, mà còn giúp cho người thân mở rộng trí tuệ, đạt được thân tâm an lạc. Đây chính là tu hành. Bài 8. Thân thể của bạn có phải của bạn chăng? Khi có tình huống tâm chẳng phải do mình, cho dù tâm không thể điều khiển thân, hoặc thân không chịu sự chỉ huy của tâm, như thế không phải tự tại thật sự. Nếu bỏ mặc thân thì là sai lầm. Có một lần chúng tôi đang tổ chức thiền thất, khi ấy có một vị tỷ khưu đi kinh hành. Mọi người đều đi chậm thong thả, chỉ có tỷ khưu này đi cứng đơ, hình dáng rất buồn cười, giống như tượng gỗ. Tôi đi qua nhìn thầy, mắt thầy đang nháy. Tôi nhìn thầy, thầy cũng nhìn tôi. Tôi hỏi, thầy đang nhập định phải không? Thầy nói, dạ con không nói được. Điều này chẳng phải có chút kỳ lạ. Rõ ràng thầy đang nói mà thầy bảo nói không được. Tôi hỏi, như thế chẳng phải thầy đang nói đó sao? Dạ con không được động. Chẳng phải miệng thầy đang động? Thân con không được động, con cảm giác nó không phải con, chẳng phải thân thể con. Hiện tại con là người tự do, cho dù thân thể bỏ mặc con cũng chẳng quan tâm đến thân thể. Đây là cảm giác sai lầm, không phải thân nên thầy không nhận sự quan tâm, là tâm của thầy cố ý không quan tâm đến thân của thầy. Thầy cho rằng thân và tâm tách ra. Kỳ thật, thân tâm của thầy đều không có tách ra. Có rất nhiều người cho dù không còn công phu tu hành nhưng cũng có kinh nghiệm như thế, giống như thân không chịu tâm chỉ huy, không nghe tâm sai khiến, dường như thân tâm tách rời, mạnh ai nấy làm. Nếu như bạn có ảo giác như thế thì chứng tỏ công phu tu hành của bạn sai lầm. Bởi vì công năng tu hành là phải làm thân tâm hợp một, bất cứ lúc nào, nơi nào cũng luôn nhắc nhở, buông xả. Khi thân bị đau ốm, tâm vẫn phải tự tại, không nên vì thân đau ốm mà tâm buồn phiền. Như thế không gọi là thân tâm tách rời, là thân tiếp nhận sự ảnh hưởng và chỉ huy của tâm. Thân tâm hòa hợp nhau. Tâm muốn thân làm gì thì nó làm thế đó. Vì thế, có những bậc chân tu có năng lực làm chủ thân tự do tự tại. Hiện ra các thứ thần thông, đó chính là thân làm theo tâm. Tôi không có thần thông, công phu tu hành của tôi cũng không giỏi, cho nên tôi thường hay mỏi mệt, rất suy yếu. Ngay cả lúc bị bệnh, tôi vẫn thuyết pháp, khai thị cho mọi người, hoặc tiếp khách như thường. Đợi đến khi giảng kinh xong, khách ra về, tôi phải nằm nghỉ liền, thân như không có xương. Tôi đợi đến lúc có việc khác đến thì lập tức ngồi dậy. Năng lực này là gì? Là năng lực của tâm. Năng lực này mỗi người đều có thể hiểu rõ nhờ công phu luyện tập tu hành. Tôi không có năng lực mạnh mẽ nhưng có thể làm được, nên tôi tin người bình thường chỉ cần luyện tập thì cũng có thể làm được. Tôi nghĩ mọi người đều tin nguyên lý tướng từ tâm sinh, tướng theo tâm mà thay đổi. Một người có thể tu dưỡng tính tình từ bên trong và thay đổi hình dáng tướng mạo bên ngoài. Do đó, một người tu hành tâm thanh tịnh, ít muốn, nghiêm trì giới luật, có tâm từ bi thì hình dáng và tướng mạo của họ liền thay đổi, khiến cho mọi người nhìn thấy họ liền sinh tâm hoan hỷ. Cho nên khi bạn phát giác thân mình không nghe theo tâm, nhưng có tình huống tâm không do mình,
Cho dù tâm không thể điều khiển thân, hoặc thân không chịu sự chỉ huy của tâm, như thế thì không phải tự tại thật sự. Nếu bỏ mặc thân thì là sai lầm, chúng ta phải cẩn thận phân biệt. Bài 9. Nghiệp báo của cá nhân thì cá nhân tiêu trừ. Sinh tử phiền não của mỗi người đều phải dựa vào sự tu hành của chính mình mà được giải thoát. Cho dù thân như cha mẹ, anh em cũng không thay thế được. Giống như ăn cơm, mình ăn thì mình no, không có ai có thể ăn giúp ai được. Tôi thường nghĩ xã hội ngày nay thật là không thể nghĩ bàn. Việc gì cũng diễn ra rất nhanh chóng, ngay cả việc tu hành cũng không ngoại lệ. Có rất nhiều người đều cho rằng tìm đến một vị đại sư sẽ có một phương thuốc bí truyền thì có thể thành Phật lập tức. Làm sao có việc tùy tiện như thế? Tất nhiên, chúng ta cũng không thể trách mọi người có cách nghĩ như vậy. Chúng ta xem trong Kinh Lăng Nghiêm, thấy Tôn giả A Nan sám hối trước Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con cho rằng ở bên cạnh Đức Phật thì sẽ được thời cơ rất thích hợp, Ngài sẽ ban cho con trí tuệ giải thoát sinh tử. Kết quả là Đức Phật vẫn phải hết lời khuyên bảo, khéo léo dắt dẫn từng bước, chỉ đường giải thoát cho Tôn giả, giúp cho Tôn giả tự nhận ra bản tâm thanh tịnh, dựa vào giác ngộ nơi chính mình để thoát sinh tử. Gọi là sinh tử của cá nhân thì cá nhân biết, nghiệp báo của cá nhân thì cá nhân tiêu trừ. Chính là nói, sinh tử phiền não của mỗi người đều phải dựa vào sự tu hành của chính mình mà được giải thoát. Cho dù thân như cha mẹ, anh em cũng không thay thế được. Giống như ăn cơm, mình ăn thì mình no, không có ai có thể ăn giúp ai được. Có lẽ mọi người đặt nghi vấn, tôi thường nói làm công đức hồi hướng cho bạn bè, người thân, vậy có mâu thuẫn không? Thật ra không có mâu thuẫn. Tôi nói thí dụ người thân qua đời, chúng ta trợ niệm giúp họ, đó là vì thần thức linh hồn của người chết vẫn còn. Chúng ta niệm Phật, họ nghe thấy nên họ cũng niệm Phật theo chúng ta, cho nên chúng ta có trợ giúp cho họ. Cũng có người vì bản thân gặp hoàn cảnh khó khăn nên muốn giúp họ tiêu nghiệp, liền đi lạy sám. Điều này có tác dụng không? Tất nhiên là có tác dụng, nhưng phải làm cho người đó bằng lòng tin tưởng thì hiệu quả mới mạnh, bằng không thì hiệu lực rất yếu. Đương nhiên, nguyên nhân lạy sám hối là có hiệu quả. Nhưng không phải nói chúng ta lại sám hối rồi thì quả báo tội nghiệp của mình thì có thể đổ cho Đức Phật Bồ Tát là xóa sạch hết cả. Các ngài không thể chịu tội báo thay cho chúng ta. Chỉ có năng lực giúp chúng ta là làm người đứng ra bảo đảm cam kết nợ nần chồng chất của chúng ta, tương lai sẽ trả hết dần dần. Trước tiên giúp cho chúng ta tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn, hiện tại không đau khổ như thế. Chúng ta vẫn thường nghe nói một người con xuất gia thì cửu huyền được siêu thăng. Thật ra là chỉ sau khi người con xuất gia, có thể dùng nhiều phương thức để cầu siêu cho tổ tiên, thỉnh ông bà về cùng nhau nghe Phật Pháp, tham gia hoạt động cộng tu, cho nên đạt được lợi ích từ Phật Pháp. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sau khi thành đạo, Ngài lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho vong linh mẹ. Ngài cũng về hoàng cung thuyết pháp cho cha, giúp cho song thân được giải thoát. Đức Phật có thần thông quảng đại như thế, vẫn không thể làm tiêu trừ nghiệp chướng thay cho cha mẹ, chỉ có hướng dẫn cha mẹ tu hành. Huống gì chúng ta còn phàm phu tục tử. Vì thế, chúng ta không thể chịu quả báo thay thế cho bất cứ người nào, cũng chẳng có người nào chịu quả báo thay cho chúng ta. Chúng ta phải dựa đôi chân của chính mình, nỗ lực từng chút trong đời sống tu hành thì mới đáng tin cậy, mới đạt được giải thoát thật sự. Có rất nhiều người cầu thành tựu nhanh chóng, họ cho rằng tu hành cũng có thể đi đường tắt. Hèn nào ngày càng đông người tự phong mình là thầy, tự xưng mình có năng lực giúp cho mọi người khác khai ngộ, chỉ trong thời gian rất ngắn giúp cho mọi người đạt được mục đích thành Phật. Nếu như nói theo chánh tín Phật Pháp thì đúng là dối mình, dối người. Chúng ta đừng để mắc lừa nhé. Bài 10. Giữ giới luật và tính không chấp trước. Tất cả danh lợi, tiền của, sắc đẹp ở thế gian
chẳng những người Phật tử chúng ta không bị đắm nhiễm mà còn phải tích cực cống hiến cho xã hội. Như thế mới là bộ mặt chân thật của Phật giáo. Hòa thượng Nhất Hưu uống rượu, ăn thịt. Hòa thượng Tế Công cũng là một người xuất gia có nhiều truyền kỳ sắc thái như thế. Hòa thượng Nhất Hưu là thiền sư Nhật Bản thuộc tông Lâm Tế, hệ phái Đại Đức Tự. Sư là một trong những thiền sư danh tiếng nhất của thiền tông Nhật Bản. Với phong điệu của một cuồng thánh, sư đã phá những phong cách tệ mạt trong những thiền viện lớn mà sư cho rằng đang trên đường tàn lụi. Cách sống và giáo hóa của sư vượt trên tất cả những tục lệ, và vì vậy có rất nhiều tích nói về sư, phần đúng, phần huyền hoặc. Hòa thượng Tế Công còn gọi là Tế Điên Tăng, Tế Điên Hòa Thượng. Câu chuyện của hai vị này khiến cho nhiều người cho là Phật Pháp đã dạy mọi người không có chấp trước thì trong tâm không có chướng ngại. Như thế thì các vị cao tăng ngộ đạo thật sự, cho dù không bị chấp vào những việc nhỏ nhặt, thân sống buông lung, nhưng cũng không bị ảnh hưởng đến sự tu hành thành tựu của các ngài. Trên sự thật, chúng ta đọc qua câu chuyện của hai vị này thật là xuất sắc, cảm động lòng người. Nhưng chúng ta nhìn hành vi một vị cao tăng thì không thể cho là mẫu mực. Chúng ta phải biết Đức Phật là đấng giác ngộ, giải thoát, nhưng ngài vẫn nghiêm trì giới luật và chưa hề buông lung. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, do có nhóm 6 tỷ khưu, trước khi chứng quả A-la-hán, các thầy sống phóng túng, cho nên Đức Phật mới chế giới luật, mỗi giới để thúc liễm hành vi của họ. Nhóm 6 tỷ kheo, còn gọi là lục quần tỳ kheo, là 6 ác tỷ kheo thời Đức Phật còn tại thế, đó là 1. Nang Đà, 2. Bạc Nang Đà, 3. Ca Lưu Đà Di, 4. Xiển Na, 5. A Thuyết Ca, 6. Phất Na Bạc. Từ Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Tạng đến Nhật Bản, các vị cao tăng đều nghiêm trì giới luật. Những người như Hòa Thượng Nhất Hưu, Hòa Thượng Tế Công là trường hợp đặc biệt rất ít có. Bậc có trí tuệ không có nghĩa là không giữ gìn oai nghi. Tôi biết hiện nay ở Đài Loan có các môn phái công khai uống rượu, ăn thịt, quan hệ nam nữ cũng rất tùy tiện, mà tự cho mình là thánh nhân đã chứng quả thứ ba, quả thứ tư. Theo truyền thống Phật giáo thì không thể chấp nhận hành vi này. Quả thứ ba còn gọi là bất hoàn quả, là giai vị đã đoạn ba phẩm sau trong chín phẩm tư hoặc cõi dục, không còn thọ sinh đến cõi dục nữa. Quả thứ tư còn gọi là A-la-hán quả, là giai vị đã đoạn hết tất cả kiến hoặc, tư hoặc ở cõi sắc, cõi vô sắc, nhập niết bàn vĩnh viễn, không còn sinh tử lưu chuyển. Theo truyền thống Phật giáo thì không thể chấp nhận hành vi này, nhưng những người bình thường trong xã hội thì rất dễ bị họ lôi kéo. Truyền thống Phật giáo thì bị họ cho rằng đó là phái bảo thủ cố chấp. Kỳ thực, sự nhiếp tâm nghiêm trì giới luật vẫn rất an toàn. Vào khoảng năm 1980, ở nước Mỹ có rất nhiều người tự cho mình là thiền sư, thượng sư, đã được giải thoát tự tại, làm loạn quan hệ nam nữ và đồng tính luyến ái. Khi mới bắt đầu, vẫn có một số thanh niên nước Mỹ tiếp nhận. Nhưng về sau, vị thầy của các tôn giáo này đều bị đam mê vào rượu ngon và gái đẹp, hoặc vì tham tiền và không làm rõ mối quan hệ đồng tình luyến ái khiến xảy ra nhiều vấn đề rắc rối, nên các vị này đều bị đuổi ra khỏi đạo tràng. Từ đó họ bị thất bại. Kết quả, trong thời gian này, Phật giáo ở Mỹ bị suy yếu, ngay cả hệ thống Phật giáo Ấn Độ và Tây Tạng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hòa thượng Nhất Hưu và Hòa thượng Tế Công thật sự không có ăn chơi trác táng như các vị sư này. Hòa thượng Tế Công uống rượu nhưng tuyệt đối không ăn thịt chó, huống gì gái đẹp ngài cũng không nhiễm. Trong xã hội có rất nhiều người chấp vào Phật Pháp một chiều mà phỏng đoán bậy, lại cho rằng đó là đúng theo tinh thần của Phật Pháp, cho nên mọi người phải chú ý phân biệt. Phật Pháp là đi vào cuộc đời giáo hóa thế gian và làm cho xã hội tốt đẹp. Tôn giáo cao cấp là tích cực tham gia xã hội. Tất cả danh lợi, tiền của, sắc đẹp ở thế gian, chẳng những Phật tử chúng ta không bị đắm nhiễm mà còn phải tích cực cống hiến cho xã hội.
Như thế mới là bộ mặt chân thật của Phật giáo. Bài 11. Thế nào là hạnh Bồ Tát? Hạnh Bồ Tát là dừng ác, tu thiện, độ chúng sinh. Cụ thể thiết thực ngay trong cuộc sống hàng ngày, chính là phương pháp chung sống với người khác, với chính mình. Chúng ta muốn hiểu rõ thế nào là hạnh Bồ Tát, thì trước phải làm rõ thế nào là Bồ Tát. Chúng ta thấy trong kinh điển ghi lại, Bồ Tát không có hình tướng nhất định. Trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, những đời sống kiếp trước, Ngài đã từng làm tỷ khưu, làm vua, làm dương tử, cư sĩ, cho đến làm các loài động vật như nai, trâu, voi, ngỗng, vân vân, đều được gọi là nhân hạnh thành Phật. Cũng chính là giai đoạn tu hành đạo Bồ Tát. Các vị đại Bồ Tát như Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng cũng là như thế. Các ngài thị hiện rất nhiều hình tướng ở thế gian này để cứu khổ, cứu nạn cho chúng sinh. Khi chúng sinh cần Bồ Tát làm gì thì các ngài hiện ra thân hình ấy ở bên cạnh chúng ta. Vì thế, Bồ Tát không phải là vị thần ngồi ở trên cao mà là thường hiện thân tướng phàm phu, ở thế gian tu hành tùy duyên giáo hóa chúng sinh. Cho nên, Bồ Tát chủ yếu giúp cho chúng sinh phát tâm Bồ Đề nhưng không chấp vào hình dáng đặc biệt nào. Người nào phát tâm Bồ Đề là nguyện đoạn tất cả điều ác, nguyện tu tất cả điều thiện, nguyện độ tất cả chúng sinh. Lại nữa, hạnh Bồ Tát là phát nguyện tu học từ bi và trí tuệ. Do đó, chúng ta đủ biết ai cũng có thể trở thành Bồ Tát ngay hiện tại và thành Phật ở tương lai. Hạnh Bồ Tát là dừng ác, tu thiện, độ chúng sinh. Cụ thể thiết thực ngay trong cuộc sống hàng ngày, là một phương pháp chung sống với người khác, với mình. Cũng chính là nói, khi mình sống chung với người khác, thường khởi tâm từ bi, tôn trọng, biết ơn, bố thí. Khi họ sống chung với mình, thì thường khởi tâm tinh tấn và tâm thanh tịnh, biết hổ thẹn, sám hối. Chính là bạn mới phát tâm Bồ Tát, tu học hạnh Bồ Tát. Điều đặc biệt tôi phải nhấn mạnh là hổ thẹn khác với tự ti, sám hối khác với hối hận. Khi chúng ta xem xét lại tâm niệm và hành vi của mình, nếu như việc đáng làm mà chúng ta không chịu làm, liền cảm thấy hổ thẹn và biết khích lệ, quyết tâm lần sau cố gắng làm. Còn đối việc không đáng phạm mà phạm, thậm chí họ vừa phạm sai lầm lại phạm nữa. Nếu họ biết sám hối, một mặt có thể kịp thời tỉnh ngộ sửa đổi lỗi lầm, một mặt cũng đủ can đảm chịu hậu quả, không chối cãi chạy tội, đùn đẩy trách nhiệm. Do đó, tâm hổ thẹn, tâm sám hối là hành vi tích cực, tự khuyến khích mình, tự xét mình và tự thẹn mình không bằng người, tự cho mình ở đâu cũng không bằng người. Nhưng có người không ngừng phạm sai lầm lại liên tục hối hận là tuyệt đối không giống nhau. Còn có một điểm cần nhấn mạnh là phàm phu chúng ta phát những nguyện Bồ Tát rồi là hài nhi Bồ Tát mới phát tâm. Hài nhi thì phải đi chưa vững, té rồi lại đứng lên rồi lại té, phải học tập từ từ, trưởng thành dần dần. Cho nên chúng ta không sợ phạm lỗi lầm, lại không nên sợ không đủ năng lực. Chỉ cần xác lập phương hướng, tâm ý đã định, phát tâm ngày càng tiến bộ thì nhất định có ngày được thành tựu viên mãn. Chúng ta phải biết, mới phát tâm tuy khó, nhưng giữ vững lâu dài, tâm không thay đổi lại càng khó hơn. Phần đông mọi người phát tâm không kiên cố. Nếu chúng ta giữ được phát tâm lâu dài thì mới có tinh thần Bồ Tát thực tiễn. Bài 12. Tín tâm không thoái chuyển. Chúng ta đều là phàm phu, nhưng nếu chúng ta có tâm học tập theo Đức Phật, Bồ Tát, thì phải thường khuyến khích mình, lười biếng rồi phải tinh tấn lên. Khi tham gia pháp hội, có rất nhiều người vừa sướng bài phát nguyện văn hoặc bài kệ sám hối thì không nén được, liền cảm động rơi lệ. Đây là trường hợp đang cộng tu, do đại chúng tu hành mà tạo ra bầu không khí, hoàn cảnh như thế. Hoặc là nội dung văn phát nguyện quá hay, làm cho mọi người cảm động. Đây là cảm động mình được hạnh phúc nên phát đại nguyện như thế.
cũng là vì cảm nhận được tâm từ bi vĩ đại của Đức Phật, Bồ Tát mà cảm động. Tình cảm này chưa hề qua lý tính suy xét. Có những người khóc đầm đìa nước mắt, nhưng trong tâm lại rất bình tĩnh. Khi theo học Phật thời gian đã lâu, hoặc là sau đó trải qua suy xét bình tĩnh, tình huống này sẽ mất đi. Không chỉ là văn phát nguyện hoặc kệ sám hối có năng lực xúc động như thế, mà còn những người đang trong sinh hoạt cộng tu, chỉ cần nghe luật thơ Phạm Bối liền cảm động. Hiện tượng này nhìn bề ngoài là chảy nước mắt, nhưng đó là cảm nhận ôn hòa, vui vẻ mà không phải là đau buồn. Người có phản ứng này nói chung đều có thiện căn. Khi họ mới bắt đầu học Phật khoảng vài tháng, thậm chí vài năm thì có phản ứng này là hiện tượng tốt. Có lúc tự mình ở nhà tu hành cũng sẽ như thế. Điều này rất bình thường, không cần để ý đến nó. Khi chúng ta ở trước Đức Phật, Bồ Tát, cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối, đây là hiện tượng rất tự nhiên. Người có tâm hổ thẹn như thế thì mới có thể khích lệ mình nỗ lực không ngừng. Biết rõ mình nhỏ bé, không làm được việc thiện lớn như vậy, nhưng vẫn phải không ngừng phát nguyện rộng lớn. Trải qua một thời gian vẫn không làm được cũng là bình thường. Có thể phát nguyện liên tục thì có mục tiêu và phương hướng để mình nỗ lực, để rèn luyện mình không ngừng cố gắng. Căn tánh phàm phu dễ sinh lười biếng. Chúng ta đều là phàm phu, nhưng nếu chúng ta có tâm học tập theo Đức Phật, Bồ Tát, thì phải thường khuyến khích mình, lười biếng rồi phải tinh tấn lên. Có những người phát nguyện rất nhiều nhưng đều làm không được. Cuối cùng, ngay cả phát nguyện cũng không hy vọng. Đó chính là tự ruồng bỏ mình, thật đáng tiếc. Bài 13. Đức Phật, Bồ Tát làm người bảo đảm. Lạy Phật, sám hối quả thực có trợ giúp tiêu trừ nghiệp chướng, nhưng tác dụng của nó là nhờ Đức Phật, Bồ Tát thấy bạn thật có quyết tâm và thành tâm bỏ ác làm thiện, nên các ngài đứng ra đảm bảo cho bạn. Sám hối có hai công năng. Một, xét lại lỗi lầm của mình, bỏ ác làm thiện, không làm việc ác nữa. Hai, bậc trượng phu dám làm, dám chịu, bình tĩnh thản nhiên, dũng cảm nhận tất cả trách nhiệm. Lòng người rất sơ suất, đãng trí quên nhiều đối với việc mình đã làm, đặc biệt là việc sai lầm, xấu xa, không thận trọng nên quên rất nhanh. Thế nên chúng ta là đệ tử Phật giáo phải nhắc nhở mọi người thường sám hối. Thế nào là sám hối? Sám hối những điều đã quên, vẫn chưa quên mất, xem xét lại lỗi lầm vẫn chưa xem xét. Cho dù lỗi lầm chồng chất trải qua thời gian dài nhiều đời, chúng ta cũng phải sám hối tất cả, hoan hỷ chấp nhận trách nhiệm. Có rất nhiều người nói khoác mà không biết xấu hổ. Tôi làm việc rất trong sạch, ngước lên không xấu hổ với trời, cúi xuống không hổ thẹn với đất, chẳng có việc gì mà phải sám hối. Tất nhiên ở thế gian có rất nhiều người quân tử làm việc chính đáng, phong thái chính trực, nhưng không thể quên đi đời quá khứ mà không nói đến, chỉ biết khởi tâm động niệm ngay hiện tại. Có lúc chúng ta cũng thường bất giác phạm rất nhiều sai lầm phải không? Bởi vì thói quen của chúng ta ẩn náu các căn bệnh như tham, sân, si, mạn, nghi, vân vân. Khi chúng ta không để ý thì sẽ biểu hiện qua lời nói, hành động ngay hiện tại. Không những làm tổn thương người thân bên cạnh mà còn làm tổn thương chính mình. Có rất nhiều cha mẹ tự cho là mình làm mọi việc đều là thương con. Kết quả do thường thương con nên đưa đến hại con mà không biết. Trong lịch sử cũng có rất nhiều thí dụ người cố chấp chọn thiện, cố chấp cho mình làm việc thiện, thuận theo ta thì tốt, chống lại ta thì chết, thực hành tàn bạo mà cho là làm thiện. Vì thế, ý nghĩa sám hối là đồng thời chúng ta vừa sám hối, vừa không ngừng nhắc nhở mình bỏ đi thành kiến, đứng trên góc độ bất đồng, thì hãy kiểm điểm lời nói, việc làm của mình. Phần đông mọi người nghĩ là do người khác. Chúng ta thừa nhận chính mình từ đời quá khứ cho đến ngày nay, trong lúc bất giác phạm rất nhiều sai lầm, thì hãy dũng cảm chấp nhận những hoàn cảnh hiện tại. Người bình thường khi gặp hoàn cảnh khốn cùng
thì thường oán trời trách người, trách ông trời không có mắt, không phân biệt thiện ác, không nhận rõ tốt xấu. Kết quả, họ mắc sai lầm, mất hết niềm tin là oán ghét đời. Người chịu sám hối thì có thể chấp nhận tai nạn bình tĩnh, thản nhiên. Giả lại, dựa vào tai nạn mà họ rèn luyện tâm thái càng cung kính, càng khiêm tốn. Cho dù họ nếm trải, vùi dập rất nhiều, nhưng vẫn giữ được tín tâm và từ bi trong tính người. Trong kinh nói, khi nghiệp báo đến, chẳng phải ở hư không, chẳng phải ở trong biển, chẳng phải trong hang núi, không có chỗ nào mà thoát khỏi quả báo, chỉ có lực sám hối mới tiêu trừ được. Kinh nói rõ như thế, năng lực sám hối làm cho tội nặng thành tội nhẹ. Chỉ cần mỗi ngày chúng ta lạy Phật, sám hối thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng, chuyển hóa được nhân xấu đã tạo, không bị quả báo nặng, lẽ nào không tiện lợi? Lạy Phật, sám hối quả thực có trợ giúp tiêu trừ nghiệp chướng, nhưng tác dụng của nó là nhờ Phật, Bồ Tát thấy bạn thật có quyết tâm và thành tâm bỏ ác làm thiện, nên các ngài đứng ra đảm bảo cho bạn, giúp bạn tạm thời không bị quả báo nặng, hoặc là giống như bạn chưa thời gian trả tiền, bạn trả góp dần dần. Việc này giống như một người mắc nợ chồng chất, chạy trốn nợ vào ở nhà giàu có. Nhà giàu này đứng ra bảo lãnh với chủ nợ, xin cho người thiếu nợ đó một thời gian, cam kết chắc chắn họ sẽ trả nợ từ từ, xin chủ nợ đừng quá nóng nảy, ép buộc. Đạo lý là giống nhau, Phật, Bồ Tát chỉ làm người bảo lãnh cho chúng ta, nhưng không trả nợ giúp chúng ta. Chúng ta mắc nợ thì phải tự mình trả góp từ từ. Bài 14. Thật có địa ngục không? Trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta, bất cứ lúc nào cũng có thể trong khoảnh khắc rơi vào địa ngục. Chỉ cần chúng ta khởi lên ý nghĩ phiền não, chấp trước, cảm thấy lo buồn, sợ hãi, đau đớn, không muốn sống, thì chẳng khác gì ở trong địa ngục bị hành hạ. Chúng ta nhìn từ cơ bản Phật Pháp thì địa ngục, thiên đường đều xuất phát từ trong tâm, gọi là địa ngục, thiên đường theo cảm nhận trên tinh thần là có. Nói theo quả báo thì cũng có địa ngục tồn tại, nhưng địa ngục không nhất định có phương hướng nơi chốn trong thực tế. Còn về núi đao, chảo dầu, cầu nại hà, thập điện diêm dương, những thứ này xuất phát từ truyền thuyết tín ngưỡng dân gian. Trong kinh Địa Tạng, kinh Trường A Hàm và các kinh miêu tả tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ, tuy có miêu tả cảnh tượng địa ngục, nhưng ấn tượng mạnh nhất đều là ở Trung Quốc dần dần diễn biến ra. Giải thích: cầu nại hà, phiên âm từ tiếng Sanskrit Naraka, còn có các âm Na Lạc, Na Lạc Ca, Na Lạc Kha, Nại Lạc. Tiếng Hán dịch là khổ khí, khổ cụ, chỉ cho địa ngục, bao hàm ý tối tâm không ưa thích. Nại Hà Tân, tức bến Nại Hà, còn gọi là Tam Đồ Hà, là dòng sông ở địa ngục có ba đoạn khác nhau. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Phát Tâm Nhân Duyên Thập Dương có thuyết Tam Đồ Hà, nghĩa là sau khi chết, tội nhân phải đi qua dòng sông Tam Đồ ở địa ngục mới đến cõi U Minh. Dòng sông này có ba đoạn, đoạn sơn thủy, đoạn vực sâu và đoạn có cầu bắc qua. Tùy theo nghiệp đã tạo tác lúc còn sống mà tội nhân phải đi qua mỗi đoạn khác nhau. Thập điện Diêm Vương cũng gọi là Thập điện Diêm La, tức là 10 ông vua ở cõi U Minh, âm phủ địa ngục. Diêm La là vua Diêm La, vốn là thần Dạ Ma ở thời Đại Phệ Đà của Ấn Độ, thông thường được coi là tử thần hoặc là chúa thần trong coi cõi U Minh. Về sau, tư tưởng này trà trộn với Phật giáo và được truyền vào Trung Quốc, rồi kết hợp với tín ngưỡng đạo giáo mà sản sinh ra thuyết Diêm La Thập Điện. Tín ngưỡng 10 ông vua cõi U Minh xuất hiện vào khoảng cuối đời Đường, đầu đời Ngũ Đại. Nhưng về nguồn gốc của 10 vị vua thì có rất nhiều thuyết khác nhau. Nhưng tư tưởng địa ngục ở trong văn hóa tôn giáo của nhiều dân tộc đều có. Trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa xuất thế thì ở Ấn Độ có nói địa ngục. Người Trung Quốc nói dưới chín suối,
Cơ Đốc giáo nói, sau khi chết không sinh lên thiên đường thì vào địa ngục. Họ đều cho rằng trên thực tế có địa ngục tồn tại. Thực ra, địa ngục chỉ là cảnh giới cảm nhận. Điều này giống như khi chúng ta đang ngủ gặp ác mộng, dường như đến một nơi rất đáng sợ. Nhưng khi nằm mộng đẹp, dường như thân lên thiên đường. Khi chúng ta nằm mộng, ý thức vẫn có cảm nhận như thế, lại huống gì thần thức sau khi chết. Cho nên, tinh thần đang sợ hãi, trạng thái không tự do chính là địa ngục. Khi con người vẫn còn sống mà bị những cảm nhận sợ hãi này là phản ứng từ dây thần kinh. Con người sau khi chết thì sự hoạt động của dây thần kinh ngừng lại, nhưng trạng thái thần kinh vẫn còn. Những thể nghiệm này cũng có giống nhau. Kỳ thực, trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta, bất cứ lúc nào cũng có thể trong khoảnh khắc rơi vào địa ngục. Chỉ cần chúng ta khởi lên ý nghĩ phiền não, chấp trước, cảm thấy buồn lo, sợ hãi, đau đớn, không muốn sống, thì chẳng khác gì bị hành hạ ở trong địa ngục. Chúng ta khởi niệm tham nghiêm trọng chính là rơi vào đường ngạ quỷ. Có lúc tâm chúng ta sợ hãi cùng cực là rơi vào địa ngục nhân gian. Công việc đang ở phía trước, chúng ta cảm thấy bao dây mình bốn bề không còn lối thoát. Đó cũng là đến gần địa ngục. Vì thế, thiên đường hay địa ngục là không ở bất kỳ một nơi nào, phương hướng nào mà chỉ ở trong tấc lòng của chúng ta. Chỉ cần chúng ta giác ngộ, không bị phiền não, sợ hãi ở thế gian quấy rầy, thì lúc đó xa lìa địa ngục. Bài 15. Ma trong tâm và ma bên ngoài. Bất luận là ma trong tâm hay ma bên ngoài đều là cảm nhận vượt ngoài chủ thể sinh mạng, cũng chính là từ tâm lý bất an và chấp trước mà ra. Thực ra không có thực thể bền vững mãi mãi. Chúng ta gọi ma trong tâm là chỉ cho ý nghĩ lo sợ, hoảng loạn, gian ác khởi lên trong tâm. Nếu như chúng ta không thể khống chế nó thì sẽ bị nó sai sử, làm rất nhiều việc phi lý tính, thậm chí làm những việc vô nhân đạo. Ma bên ngoài là từ bên ngoài. Nó có sức mạnh mà không biết lý do. Nó quấy nhiễu hoặc xâm phạm sự yên ổn của thân tâm chúng ta. Thực ra, ma trong tâm hay ma bên ngoài thường phối hợp lẫn nhau. Khi người nào trong tâm bị yếu đuối thì ma bên ngoài rất dễ dàng ghé vào. Trái lại, nếu như trong tâm yên ổn, chẳng lo, chẳng sợ, thì cho dù năng lực ma bên ngoài có mạnh mẽ như thế nào cũng chẳng làm gì được bạn. Việc này giống như đi đường bạn gặp con chó dữ đuổi theo bạn sủa càng. Nếu như bạn sợ nó, nghĩ nhặt hòn đá ném lại nó thì nó càng sủa dữ dội hơn. Còn nếu bạn giữ được bình tĩnh, không phản ứng lại thì nó gầm gừ một lúc, tự nó cảm thấy không có hứng thú sẽ lặng lẽ bỏ đi. Khi Đức Phật còn tại thế cũng từng bị ma bên ngoài quấy nhiễu, nhưng Ngài không lay động, cuối cùng lại cảm hóa được bọn chúng. Người bình thường không có công phu tu trì như Đức Phật, khi gặp sức bên ngoài xâm phạm, không biết tại sao như thế, ngay cả bác sĩ tâm lý cũng không tìm ra chứng bệnh. Tôi đề nghị mọi người hãy niệm nhiều thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm hoặc niệm thánh hiệu Đức Phật A-di-đà. Dụng ý niệm thánh hiệu Phật Bồ Tát không phải nhờ năng lực của Bồ Tát hàng phục ma, mà là để cho tâm mình có nơi nương tựa. Khi tâm có chỗ quy hướng, tất nhiên được thoải mái, an lạc. Cho dù ma bên ngoài hiện thân, chúng ta cũng không sợ. Ngoài ra, nếu như nhờ vào luyện tập tu hành, quán tưởng tất cả pháp đều do nhân duyên sinh, cũng gọi là năm uẩn đều không. Bất luận là ma trong tâm hay ma bên ngoài đều là cảm nhận vượt ngoài chủ thể sinh mạng, cũng chính là từ tâm lý bất an và chấp trước mà ra. Thực ra không có thực thể bền vững mãi mãi. Như thế chúng ta không thể chấp vào vật gì. Khi tâm chúng ta không chấp trước thì ma bên ngoài chưa đánh đã thua. Đương nhiên công phu quán tưởng này phải luyện tập thời gian dài. Người mới học chỉ cần chuyên tâm niệm Phật cũng có hiệu quả giống nhau. Nhưng có lúc cũng sẽ xuất hiện các hiện tượng ảo thính, ảo giác quấy nhiễu, khiến cho bạn không niệm được liên tục. Thế nên, chúng ta niệm Phật phải niệm thường xuyên, niệm liên tục,
làm cho danh hiệu Phật thâm nhập trong tiềm thức ý nghĩ. Ngoài ra, chúng ta còn phải phát nguyện bố thí, cúng dường, sám hối. Việc này cũng có hiệu quả nhất định. Nhờ vào lực sám hối mà tiêu trừ sạch nghiệp chướng trong đời quá khứ, làm cho oan nghiệt được chấm dứt. Thế nhưng, quán tưởng và niệm Phật rất khó, cần có năng lực khá mạnh. Còn sám hối, phát nguyện tương đối dễ, sức mạnh tất nhiên cũng yếu hơn. Nhưng bất luận thế nào, hàng ngày chúng ta phải nỗ lực tu tập không ngừng. Khi có tai nạn xảy ra thì mới có khả năng chống đỡ. Bài 16. Xin hãy nói về nhẫn nhục. Các loại hoàn cảnh của đời người đều là bài học cho chúng ta học tập. Có người giải quyết được nghịch cảnh, nhưng chưa chắc gì giải quyết được thuận cảnh. Mỗi người dùng tâm thái như thế nào để đối diện hoàn cảnh của mình? Điều này thì phải xem bản lĩnh nhẫn nhục của họ có làm được không? Tôi nghe nói tù nhân mỗi lần bị giam trong nhà tù là từ mười mấy đến 20 năm. Có rất nhiều người ra tù rồi mà vẫn căm thù sâu sắc. Cho nên sau khi họ ra tù thường tệ hơn, phạm lại bản án càng nặng hơn. Trong kinh Phật ẩn ý nhẫn nhục rất phong phú. Khi chúng ta bị thất bại, trù dập, tất nhiên phải nhẫn. Mà khi thành công, vui sướng cũng phải nhẫn. Gặp nghịch cảnh phải tiếp nhận, thuận cảnh đến cũng phải tiếp nhận. Nhưng nói nhận không phải bằng lòng tiếp nhận một cách bị động, mà dùng thái độ chủ động tích cực, chuyển hóa, thoát khỏi hoàn cảnh, giúp cho mình từ trong cảnh này được cơ hội học tập mà trưởng thành. Người bình thường bị oan ức, thất bại, trong tâm lý thường căm giận bất bình. Nhưng vì căm thù khó hóa giải, cho nên làm cho họ đau đớn, khổ sở, cũng như bóng theo hình, không bỏ được oán thù. Nếu như họ chấp nhận sự trù dập để rèn luyện tâm tính, phẩm hạnh của mình, thậm chí xem người trù dập bạn là Bồ Tát đến hóa độ bạn, phải cảm ơn họ giúp bạn rèn luyện mình, được cơ hội thử thách mình, trong tâm bạn không có oán hận, tất nhiên sẽ không còn cảm thấy đau khổ. Có mấy vị phụ huynh của trẻ em mới lớn đến nói với tôi rằng, trải qua 5 tháng đằng đẵng, chịu được gian khổ và khó khăn để chăm sóc con cái, dần dần họ hiểu tâm lượng của mình được mở rộng. Họ đem tâm trạng tiếp nhận thử thách, vui vẻ chịu đựng. Thế nên, cho dù người ngoài cho rằng hoàn cảnh của họ là khổ không thể nói, ngược lại, họ thấy an lạc vô cùng. Trong nghịch cảnh mà chúng ta chịu khổ nhục để gánh trọng trách, cố gắng tiến lên, đạo lý này mọi người nên tiếp nhận. Khi chúng ta gặp thuận lợi mọi việc như diều gặp gió, cũng phải tu hành nhẫn nhục, vì sợ rằng không dễ gì hiểu rõ. Thực ra các loại hoàn cảnh của nhân sinh đều là bài học cho chúng ta học tập. Có người giải quyết được nghịch cảnh, nhưng chưa chắc gì giải quyết được thuận cảnh. Sau khi được làm quan, cưỡi ngựa đi trong mùa xuân, chỉ trong một ngày đã ngắm hết hoa Trường An. Có rất nhiều người khi nản lòng vẫn thường chịu khó khuyến khích mình, nhưng một khi được thăng quan tiến chức thì sống buông thả, đắc ý dền giáo. Lời nói, hành động, cử chỉ không có chừng mực, nên tai nạn theo đó mà đến rất nhanh. Cho nên lúc bình yên phải nghĩ đến lúc nguy hiểm, thành công phải nhẫn, vui sướng cũng phải nhẫn. Tôi thường nói người tham thiền phải ngồi ở ngã tư đường, vì nơi đó có xe chạy qua, người đi lại, trong môi trường ồn ào, lộn xộn, có kiểm soát được tâm mình và không bị mãi may trở ngại không? Nếu như hoàn cảnh bên ngoài, cơn gió nhẹ thổi đến làm động cây cỏ mà ảnh hưởng đến tư tưởng, hành vi của bạn, thì tôi không dám bảo đảm phiền não không nổi lên. Lại có người cho rằng hoàn cảnh bên ngoài dù thuận hay nghịch, tất cả đều do tâm tạo. Đây là nhận định chủ quan của phàm phu tục tử. Sự thật khách quan chưa chắc là như vậy. Do đó, để mình giữ được khách quan, tránh được tâm bị cảnh bên ngoài lôi kéo, thì mới đoạn được phiền não, sinh trí tuệ. Bài 17. Nhân duyên và chỉ theo ý mình. Chúng ta đã tiếp xúc tất cả sự vật đều ở trong nhân duyên. Bất cứ sự việc nào chỉ cần nhân duyên thành thục
thì được hoàn thành. Nếu như mọi việc đều đầy đủ, chỉ thiếu gió đông thì nhân duyên không thành thục. Mấy năm gần đây, lực ảnh hưởng của tôn giáo đối với xã hội và trong nước ngày càng mở rộng. Trong cuộc sống, việc làm, thường có người nói đến quán nhân duyên để đối diện tất cả chung quanh, hoặc dùng quán nhân duyên để giải thích quan điểm của cá nhân hoặc khởi tâm động niệm. Nhưng có rất nhiều người hỏi, quán nhân duyên đến cùng và chỉ theo ý mình có gì khác nhau? Muốn hiểu nhân duyên, thật ra rất đơn giản. Chúng ta đã tiếp xúc tất cả sự vật đều ở trong nhân duyên. Bất cứ sự việc nào chỉ cần nhân duyên thành thục thì được hoàn thành. Nếu như mọi việc đều đầy đủ, chỉ thiếu gió đông thì nhân duyên đó chưa thành thục. Chỉ cần nhân duyên có một chút sai lầm hoặc biến hóa thì kết quả lập tức thay đổi. Cho nên, con người hoàn toàn không có biện pháp điều khiển vận mệnh của mình, cũng không có cách nào điều khiển hoàn cảnh của mình. Bất luận hiện tượng nào đều không ngừng sự biến hóa của nhân duyên mà thay đổi. Tình hình ngày nay là như thế, nhưng ngày mai không nhất định sẽ giống nhau. Nhưng có những nhân duyên ở trong phạm vi dự đoán của chúng ta. Ví dụ, chúng ta sản xuất dệt vải, thông thường là sau khi lên kế hoạch thực tiễn rồi mới thực hiện. Nhưng nếu gặp hoàn cảnh chuyển biến lớn mà mục tiêu cá nhân nhỏ thì vẫn phải thay đổi. Còn chỉ theo ý mình là rất ngây thơ, tự mình cho là đúng, hoàn toàn dựa vào tưởng tượng vô căn cứ. Điều này khác với hy vọng vẽ tranh, kế hoạch vẽ trải qua rất tỉ mỉ. Kế hoạch vẽ cần phải dựa vào một số sự thật, nhưng tiến trình sự vật theo kế hoạch vẽ cũng không nhất định đáng tin cậy hoàn toàn, cũng sẽ xảy ra tình huống ngoài dự đoán. Lúc này thì chúng ta phải chấp nhận nó, sau đó tìm cách xử lý nó, bởi vì nhân duyên là như thế. Vì thế, nếu như chúng ta mong đợi việc kế hoạch vẽ đẹp, trong quá trình vẽ xảy ra vấn đề ngoài ý muốn thì không cần phải đau lòng, cũng không cần thất vọng mà phải tiếp tục nỗ lực thúc đẩy nhân duyên, vẫn còn có cơ hội thành công. Nếu như tiến trình cân nhắc kỹ càng, nhận xét nhân duyên không thể xúc tiến thì chúng ta cũng đành bỏ nó. Việc này hoàn toàn khác với chưa trải qua nỗ lực mà bỏ đi. Bài 18. Động tĩnh hay không đều là thiền. Nếu như chỉ đóng cửa ngồi ở đó, động cũng không động thì gọi là tu hành. Như thế thì tảng đá, khúc gỗ cũng xem là tu hành. Cho nên tĩnh chưa chắc là thiền, động cũng chưa chắc là không thể học thiền. Xã hội ngày nay, mọi người chạy theo năng suất, tạo thành mỗi người ngày càng sống dội, cạnh tranh ngày càng lợi hại. Do đó, có người hy vọng tu thiền để trợ giúp họ, để tìm an lạc trong tâm. Nhưng về phương diện khác thì họ cho rằng tu thiền chỉ là tạm thời trong hoàn cảnh giúp họ được an ổn, là lúc ngồi xếp bằng, một niệm không sinh. Nhưng khi ra khỏi thiền đường thì đối diện với thế giới hiện thực biến đổi vô thường, dường như họ cảm thấy phương pháp tu thiền không đủ lực chống đỡ. Tôi tin có rất nhiều người muốn vào cửa chùa tu thiền đều có nghi ngờ như thế. Trên sự thật, động, tĩnh không hai. Theo phương pháp thiền, nếu chỉ ứng dụng trong tĩnh mà không có ứng dụng trong động, thì công phu này không cho là rốt ráo. Hoặc chỉ ứng dụng ở trong động mà trong tâm mình hoàn toàn không được yên tĩnh, như thế cũng không gọi là thiền. Tổ sư của thiền tông ở thời kỳ đầu không có chủ trương ngồi thiền mãi, thậm chí các ngài còn nói, ngồi thiền không thể thành Phật, hay khai ngộ không do ngồi thiền. Nếu như chỉ đóng cửa ngồi ở đó, động cũng không động thì gọi là tu hành. Như thế thì tảng đá, khúc gỗ cũng xem là tu hành. Cho nên tĩnh chưa chắc là thiền, động cũng chưa chắc là không thể học thiền. Nhưng người tu thiền trước phải có nền tảng tĩnh, bằng không muốn tầm bất cứ lúc nào cũng yên tĩnh thì không thể được. Cho nên người mới tu trước phải luyện tập ngồi trong yên tĩnh, dần dần mới có thể ứng dụng phương pháp thiền trong cuộc sống hàng ngày, bất cứ lúc nào, nơi nào. Cuối cùng làm được bất kỳ tình huống nào cũng có thể làm cho tâm mình an ổn. Đây là tu hành thật sự.
Người bình thường chúng ta không có thời gian luyện tập hàng ngày, cho nên ở tự viện có sinh hoạt cộng tu thiền thất, thiền tam. Nhưng chúng ta muốn tin cậy tu thiền 7 ngày hoặc tu 3 ngày thì tâm phải yên tĩnh, nhưng tính khả năng cũng không mạnh. Trong 7 ngày chỉ dạy bạn biết tâm của bạn đang động, hiểu rõ vì sao tâm không an. Chính vì biết tâm mình không an, biết tâm không an đến mức độ nào thì lúc ấy lại được an. Nếu chúng ta đạt được cảnh giới như thế thì được coi là rất tốt. Đây là việc rất có ý nghĩa. Khi chúng ta không biết tâm mình không an thì tâm bạn thật sự không an. Khi biết tâm mình không an cũng hy vọng nó có thể an thì bắt đầu dùng phương pháp điều chỉnh tâm không an. Phương pháp rất nhiều, có thể niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, Bồ Tát Quán Thế Âm. Cũng có thể theo dõi hơi thở của mình, theo dõi cảm thấy hơi thở ra vào, hoặc nghĩ đi nghĩ lại một câu nói, xét lại ý nghĩ của mình vì sao bị ảnh hưởng, vì sao đang động, động như thế nào. Có người đến học ngồi thiền với tôi, nếu như từ đầu đến cuối tâm họ không an, có lúc tôi dạy họ sắp xếp vọng niệm theo thứ tự, thì vọng niệm sẽ từ từ tiêu mất, tâm lăng xăng cũng sẽ an ổn. Đây cũng là một phương pháp. Trên đây tôi nói phương pháp trong tỉnh, còn về phương pháp trong động là ở trong hoàn cảnh đối diện tất cả việc, biết rõ nó là gì. Khi người khác ca ngợi ta, không cần phải mừng. Khi họ mắng ta, cũng không cần phải buồn. Bởi vì đây là lập trường của họ, chẳng có liên quan đến ta. Chỉ cần ta biết việc này là tốt rồi, còn về người bị họ mắng có phải là ta không? Đây là vấn đề khác. Nếu như họ mắng đúng thì ta phải hoan hỷ chấp nhận, còn nếu họ mắng sai thì người họ mắng hoàn toàn không phải ta, cho nên không cần phải bị ảnh hưởng do họ. Cũng chính là nói, khi hoàn cảnh khiến cho chúng ta sinh ra hoang mang, bất an thì phải đối diện nó, nhưng không nên cho nó có liên quan đến mình. Như thế, dù ở trong động mà vẫn an ổn. Bài 19. Tôn giáo cũng có băng lừa đảo. Chúng ta chỉ nhắc nhở dân chúng hãy cảnh giác. Khi có kẻ nào dùng thần thông mê tín đầu độc dân chúng, hoặc có quan hệ nam nữ bất chính, hoặc động một tí là yêu cầu cúng dường tài vật, đều phải chú ý đặc biệt. Gần đây, tôi liên tiếp nghe vài tin tức vợ chồng ly hôn, nói là do bà vợ tin theo Phật giáo mà bỏ bê gia đình, không quan tâm đến chồng con, khiến cho ông chồng không chịu nổi, đành phải ly hôn. Lại có bà vợ, nhân dịp chồng đi công tác xa, liền đem tài sản đến cúng dường chùa, dắt con nhỏ cùng xuất gia. Xảy ra việc như thế, khó mà tránh khỏi mọi người hiểu lầm là Phật giáo có vấn đề. Thật ra, đây là tín ngưỡng sai lệch của cá nhân, hoặc do họ gần gũi đoàn thể tôn giáo hoàn toàn không phải Phật giáo chánh tín, nhưng không phải tin theo Phật giáo có vấn đề. Phật giáo rất chú trọng luân lý trong gia đình, không phải cho rằng mỗi người đều phải chấp nhận hoặc xuất gia thích hợp. Vì thế, đệ tử Phật giáo phần đông là cư sĩ tại gia. Nếu như vợ chồng đều là đệ tử Phật, thì tất nhiên rất có lý tưởng là bạn đồng tu rất tốt, được tôn trọng lẫn nhau, cả hai khuyến khích lẫn nhau và tin theo Phật giáo chính xác, cũng thật sự làm cho đời sống gia đình giảm bớt phiền não. Nếu vợ chồng tin theo tôn giáo khác nhau, khi tham gia hoạt động tôn giáo thì không thể có sự thông cảm của vợ hoặc chồng. Tôi đề nghị nên lấy gia đình làm đầu, tạm thời dừng hoạt động tôn giáo, tìm cách hàn gắn gia đình. Còn về nhân lúc chồng đi vắng mà đem của cải cúng chùa, dắt con đi xuất gia, cách làm này chẳng những pháp luật nhà nước không chấp nhận mà giới luật Phật giáo cũng không đồng ý. Tuy giới luật tôn giáo nghiêm khắc hơn pháp luật nhiều, nhưng giới luật tôn giáo không có tác dụng như chấp hành pháp luật. Cho dù trong tăng đoàn có người phạm giới, họ không nghe lời khuyên bảo, không biết hối cải, cũng xảy ra tranh cãi nhiều lần mới bị mời ra khỏi chùa, nhưng không có hiệu lực và biện pháp ràng buộc cụ thể. Vì thế, hiện nay có rất nhiều người mặc y của tăng ni Phật giáo, nhưng sự hiểu biết về Phật Pháp như đúng mà sai. Thậm chí, họ dựa vào nhân vật nổi tiếng trong tôn giáo và đoàn thể tôn giáo để dùng thủ đoạn mê tín để lừa đảo tiền của và lường gạt tình cảm.
khiến cho Phật giáo bị xúc phạm rất nặng. Tôi rất mong đợi có một ngày chính phủ và tôn giáo nghĩ cách xử trí những vấn đề này ổn thỏa tốt đẹp. Hiện nay, chúng ta chỉ nhắc nhở dân chúng hãy cảnh giác khi có kẻ nào dùng thần thông mê tín đầu độc dân chúng, hoặc có quan hệ nam nữ bất chính, hoặc động một tí là yêu cầu cúng dường tà vật, đều phải chú ý đặc biệt. Tất nhiên, một đoàn thể tôn giáo chính thống cũng cần tín đồ cúng dường, nhưng sự quan tâm của tín đồ là sự đáp ứng vô điều kiện, vô cùng tận. Còn về việc có bằng lòng cúng dường hay không thì do bản thân tín đồ quyết định, không được dùng thủ đoạn thần kỳ, linh nghiệm để ép họ cúng dường. Tôi chỉ dựa vào vài điểm này, tin rằng mọi người có thể phân biệt rõ. Bài 20. Cầu nguyện cho mọi người đều có khả năng được độ. Cầu siêu có hiệu quả nhất, không quyết định ở pháp hội nào, tụng bao nhiêu kinh, mà ở nội dung tinh thần Phật Pháp, có thực tiễn trong cuộc sống thường ngày. Mỗi khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng, thì mọi người chú ý đến liên quan thông tin Phật giáo, tổ chức lễ cầu siêu cho vong linh. Lâu ngày, mọi người đều cho rằng lễ cầu siêu là nghi thức có liên quan đến cúng tế người chết. Thực ra, nhìn trên mặt chữ, ý nghĩa lễ cầu siêu rất đơn giản, đó là ý nghĩa ra khỏi và vượt qua. Cũng chính là nói, khi có người gặp khổ nạn, họ tìm nơi an ủi và khuyến khích, có nghĩa là trong tuyệt vọng tìm ra hy vọng. Bất kỳ tai nạn nào xảy ra, cho dù người chết và bị thương nặng nề bao nhiêu, nhưng để lại nỗi đau cùng tột vẫn là người sống. Do đó, sau khi xảy ra tai nạn hàng không ở Trung Quốc, Phật giáo chúng ta liền nghĩ đến phải đứng ra an ủi nỗi đau buồn của người nhà, vì tinh thần họ bất an. Cho nên có rất nhiều đoàn thể Phật giáo trong Pháp Cổ Sơn, sau khi nghe tin, lập tức tự động đến hiện trường trợ niệm cho người chết và đưa người bị nạn về nhà tang lễ ở Bản Kiều, hy vọng thần thức của người mất được yên tĩnh trong tiếng niệm Phật, không còn hoảng loạn, sợ hãi, thanh thản sinh về cõi nước của Đức Phật. Theo nhân viên thiện nguyện ngày hôm ấy, họ quan sát hiện trường, nhờ niệm danh hiệu Phật mà có tác dụng an ủi rất mạnh. Họ ở đây niệm Phật liên tục, tinh thần của người nhà cũng ổn định rất nhiều so với lúc mới xảy ra tai nạn. Nếu người nhà vơi đi nỗi đau khổ, thì người chết cũng dễ buông xả chấp trước thân tình, và được chư Phật Bồ Tát hộ trì thì họ sớm giảng sanh về cõi nước Phật. Vì thế, nghi thức cử hành lễ cầu siêu là ý nghĩa an ủi người sống, lại có tác dụng đối với người chết rất nhiều. Cho nên, chúng ta vừa cầu siêu cho người chết, cũng vừa cầu siêu cho người sống. Đồng thời, chúng ta cũng đang cầu siêu cho mọi người trong xã hội bị dao động trong sự kiện này. Sự kiện tai nạn hàng không lần này, ngoài người nhà chịu nỗi đau quá lớn, mà còn cả mọi người trong xã hội. Khi xem đài truyền hình, thấy cảnh tượng máu me dầm về, thì nhất định tâm lý họ cũng hoảng sợ vô cùng. Sinh tử vốn vô thường. Người có tin theo tôn giáo, thường ngày đã biết rõ những điều này. Người không tin theo tôn giáo, có thể do đây mà cảm thấy lo lắng, bất an, không biết tai nạn khi nào ập đến. Kỳ thực, tôn giáo giúp cho mọi người nhận biết được ý nghĩa và giá trị của mạng sống. Nhận biết điều này thì thoát khỏi nỗi hoảng sợ và lo lắng về sinh tử vô thường. Do đó, khi chúng ta cử hành nghi thức lễ cầu siêu, không chỉ đối với người chết mà còn cho người thân. Nhưng nội dung lễ cầu siêu hoàn toàn không chỉ là nghi thức mà thôi. Nghi thức chỉ là giới thiệu, giúp cho mọi người hiểu rõ cầu siêu là việc quan trọng. Cầu siêu có hiệu quả nhất, không quyết định ở pháp hội nào, tụng bao nhiêu kinh, mà ở nội dung tinh thần Phật Pháp có thực tiễn trong cuộc sống thường ngày. Nếu mọi người buông xả giận dữ, sợ hãi, bất bình, đối xử bằng tâm từ bi rộng lớn đến tai nạn lần này, thì người chết có thể buông xả các loại chấp trước ở thế gian, tâm ý khai ngộ sẽ được giảng sanh về cõi nước Phật. Người nhà cũng được sớm thoát khỏi ám ảnh đau thương, và mọi người trong xã hội lại được thoát khỏi uy hiếp sanh tử vô thường, biết rõ sinh mạng hữu hạn, càng làm nhiều việc tích cực,
thì đời người càng có ý nghĩa.